Rồi đi là góc đường Trần Nhân Tông với lại Vĩnh Viễn là cái gì? À, trước mặt gì đó là làm cái phim Dừng Lại. Ta. Rồi, ở đây là gặp đường Belus Ký, bây giờ là đường Lê Hồng Phong nữa vậy. Ta đây chuyên vận chuyển hành khách đi về các tỉnh cũng như là gửi đồ hàng hóa đi ra đây. Hãng xe Thành Bưởi, rồi Phương Trang, Mai Linh rồi đó. Lê Hồng Phong bây giờ thẳng qua kia là Lý Thái Tổ nha quý vị. Công dân đối diện á 300 ha. Xưa có cái tiệm sơn nổi tiếng á. Rồi bây giờ là tiếp đây là đường Lê Hồng Phong nối dài với Belus Ký nè. Ngày xưa bên trái là bến xe đi ra. Đây là nổi tiếng bán trà, cà phê, cloud, Bảo Lộc, Đà Lạt cái gì. Việt Nam Quốc Tử Diễn Quá Đạo đó. Giờ là khoảng gần 4 giờ chiều thứ bảy ngày 8 tháng 4 vậy. Từ Sài Gòn nắng nóng thì giờ khoảng 33 độ. Cạnh cái Việt Nam Quốc Tử chùa đó là nhà hát Hòa Bình đó. Sau đó là Kỳ Hòa, Hồ Kỳ Hòa. Rồi đây là kết thúc đường Lê Hồng Phong với Đức xuống. Đây là xuống nó dài Hồ Kỳ Hòa vậy ha. Phải là khu Kỳ Hòa, Hồ Kỳ Hòa đó. Rồi quẹo qua đây là đường Lê Hồng Phong mới dài. Rồi quẹo qua đây là đường Sư Vận Hạnh nối dài. Thank you.
nối dài. Thank you. See you quý vị.